Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ bóc một cái sản phẩm mà các bạn gửi cho mình nhé. Cái sản phẩm này là một chiếc máy tính. Đây, một chiếc máy tính rất nhỏ gọn thôi. Và cái chiếc máy tính này các bạn đã bán cho mình với giá là 700.000. Đấy, 700.000. Và nó đang bị lỗi. Các bạn mang đến thợ rồi nhưng mà thợ trả lại. Và kết quả là hiện tại nó đang không lên. Nó chỉ còn một vài các linh kiện bên trong thôi. Thì để xem tí chúng ta bọc vạch xem nó có dùng được cái gì không thì chúng ta dùng nhá. Ok. Thì mấy hôm trước không ra clip bởi vì là đi chơi linh tinh, đi lang thang, thế là bị tiếp xúc với F0. Kết quả là phải mua những cái test này về test. Lúc đầu thì mình test thì được vẫn là âm tính. Còn để 1-2 hôm nữa đi test PCR hay gì gì ấy để test xem nó có bị dương tính không. Còn nếu bị dương tính thì chắc phải đi cách ly. Ok, còn bây giờ thì chưa bị sao nên là cứ nhận được cái gì thì quay cho các bạn đã nhá. Còn một vài đồ ở dưới kia nữa kìa, chưa quay được cho các bạn. Thì bây giờ mình sẽ bóc cái này cho các bạn nhá. Ồ, đây các bạn. Đây chính là cái máy mà các bạn đã gửi cho mình. Máy chờ thanh lý. Hiền tổ lễ tân văn phòng. Ok đây. Một chiếc máy Dell Optilec 3010. Cái máy này mình cũng có một con. Mình cũng có một con như này nhưng mà nó là 91 bao nhiêu ấy. Tí mình sẽ lấy xem nào. Ok, thì đây. Đây chính là cái chiếc máy tính mà chúng ta đã nhận được ngày hôm nay. Với giá là 700.000. Rất nhỏ gọn. Bây giờ mình sẽ mở thử ra nhé. Mình sẽ mở thử ra. Wow. Bên trong vẫn còn nguyên các bạn nhé. Mình thấy vẫn còn đủ các đồ đấy. Vẫn còn nguồn này. Ổ cứng còn này. Còn hai thanh RAM này. Nói chung là mình thấy vẫn còn nguyên. Vẫn còn cái tem đây này. Vẫn còn cái tem dán ở trên mên các bạn nhé. Ok. Rồi. Thì với cái chiếc PC này bây giờ mình sẽ tiến hành là cắm thử. Cắm thử xem là cái tình trạng của nó như thế nào đã. Vì bạn đã bảo là nó chết rồi. Thợ người ta không sửa, người ta trả lại. Sáng đèn các bạn nhé. Sáng đèn. Lúc mình cắm cái điện vào đây thì mình thấy quạt nó quay nhá. Và đèn sáng các bạn này. Quạt quay vù vù luôn. Và nó tắt. Và đèn nó sáng. Đèn vẫn sáng đây. Không chạy nữa. Chờ một chút mình xả điện ra đã. Sao xả điện không được nhỉ? À đây không? Đấy. Lúc mình cắm vào nó quay vù vù luôn. Tức là cái nguồn này vẫn đang chạy các bạn ạ. Vẫn đang chạy. Ấn nguồn thì không được. Ấn nguồn thì không chạy được. Ok. Chờ một chút mình dỡ ra đã. À chờ một chút để mình chạy. Mình lấy cái máy của nhà mình. Giống con này lắm. Đây các bạn này. Mình có một con nhỏ nhỏ giống thế này. Con này là 3010. Ồ, hai con này cùng chung luôn. Con này cũng 3010, con này cũng 3010. Nhưng mà con này của mình nó, mình đợt trước mình nghịch ngợm, mình dán cái này này thì trông nó khác. Đấy, thì bây giờ mình có hai con giống nhau rồi. Nếu mà con này mà bị lỗi cái gì mình, bây giờ mình sẽ test dễ hơn. Bởi vì chúng ta có hai con giống nhau thì chúng ta test nó sẽ dễ. Ví dụ con nguồn con này mà lỗi thì chúng ta có thể lấy con này để chúng ta thay vào đây. Nếu mà nó bình thường thì là nguồn lỗi thì chúng ta chỉ cần đi mua cái nguồn này là xong thôi nhá. Có hai con giống nhau thì chúng ta test rất dễ. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ để con này đây đã. Bây giờ mình xem qua con này đã. Hiện tại bây giờ nhé các bạn nhé. Hiện tại bây giờ là cắm điện vào thì nó sẽ quay vù vù một cái. Sau đó mình bật cái này là nó không quay đúng không? Ok, thì với cái trường hợp này thì ngày xưa mình đã chỉ cho các bạn một cách để các bạn có thể xử lý cái này. Nếu gặp trường hợp này, có thể là do cái nút nguồn này. Đúng không? Nút nguồn này thì chúng ta làm như nào? Dây. Bây giờ mình sẽ quay gần gần để cho các bạn nhìn cho nó dễ này. Được thì được, không được thì chúng ta dùng lấy linh kiện chúng ta test sau này. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là lúc chúng ta cắm thì cái đèn báo nó vẫn sáng đỏ này. Đấy, bây giờ mình sẽ tháo ra nhá. Đây là một con ổ cứng 250GB. Một ổ cứng 250GB các bạn nhá. Ở đây có hai con RAM này. Mỗi con RAM 2GB DDR3.
Tổng là 4GB rồi. Thì bây giờ các bạn phải chú ý cho mình này. Bây giờ chúng ta cái nút nguồn đây này, chúng ta ấn nó không chạy, đúng không? Chúng ta có thể mở này ra. Cái này nó có thể mở được cái nắp này ra này. Đấy. Ở đây nó có một cái nút nguồn này, chúng ta có thể ấn đây. Cũng không được đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ dòng xem là cái nút nguồn này dây nó đỡ nằm ở đâu. Chúng ta sẽ đi dây đây. Đây này, cái dây của nó đây này. Đấy, dây đây. Chúng ta sẽ dòng. À, thế nó nằm ngay đây luôn. Cái dây nằm ngay đây. Thì chúng ta có thể rút cái dây của nó ra. Rút cái dây của nó ra. Thì bây giờ chúng ta thử lấy một cái dao hoặc là lấy một cái tô vít thì chúng ta chập cái đầu này này. Chập cái đầu này này. Vì bản chất cái dây nguồn này nó kêu cái gì các bạn ạ? Bản chất cái dây nguồn này nó lại chỉ chập với nhau như này này. Thì bây giờ chúng ta mình thử lấy cái dao này nhá. Các bạn có nghe tiếng gì không? Rồi ok. Chúng ta sẽ chập. Quay rồi các bạn ơi. Quay rồi đấy. Đấy. Lại quay này. Gió thổi rất mạnh luôn. Chạy rồi đấy. Lên luôn. Lên này. Tắt à? Cuộc đời này lắm cái may đâu các bạn ạ. Đây này. Lên luôn các bạn này. Lên luôn. Chúng ta chập bộ cái này bị chập thôi. Chờ một chút mình rút ra nhá. Mình lại cắm cái này lại nào. Có những cái không thể ngờ luôn ấy. Cái này mình không hy vọng gì luôn ấy. Vì bạn ấy bảo là thợ người ta giả lại rồi. Quay này. Kêu ầm ầm này. Bây giờ mình sẽ bật thử nhá. Ấn này. Ấn không có tác dụng này. Thấy chưa? Đây rút ra này. Lấy cái này chập này. Quay luôn. Tắt này. Bắt đầu thử làm quay tiếp này. Đấy. Quạt quay rồi này. Đèn lên này. Lên này. Ok. Xong. Xong rồi các bạn ơi. Thế là cái con này chúng ta xử lý xong rồi. Do mỗi cái chân của cái nút nguồn thôi. Ô cái này sao bị sáng nhỉ? Xong rồi. Bị mỗi chân nút nguồn thôi chứ chả có bị cái gì cả. Lên bình thường. Ai bảo không lên đâu. Đúng không? Nếu mà các bạn cứ cắm cái dây này vào này và các bạn bật thì nó sẽ không lên thật. Vì hình như là cái dây này nó bị làm sao ấy. Nhưng mà chúng ta rút ra, chúng ta dùng cái này chúng ta chập thì nó lại lên bình thường. Tức là khả năng là cái dây này bị lỗi này, hoặc là cái nút này nó bị vấn đề, nên là nó mới bị cái tình trạng như vậy. Ok, đấy, rất đơn giản. Đôi khi là có những cái này chẳng ngờ tới thì nó lại xảy ra. Rồi ok, như vậy là cái chiếc PC này chúng ta đã lên nhá. Cái việc tiếp theo của mình bây giờ là gì nhỉ? Cái việc tiếp theo của mình bây giờ là cắm ổ cứng vào xem nó có lên không nhá. Có những thứ mà phải nói là rất chi là lạ luôn ấy. Rồi đây. F1. No boot device, ấn F1. Tức là cái ổ này hiện tại không nhận các bạn ạ. Mình cắm dây cho nó rồi không nhận. Chờ mình kiểm tra trong BIOS đã. Ô, không nhận ổ cứng các bạn ạ. Hiện tại ổ cứng này không nhận. Và mình sờ vào đây này. Mình sờ vào đây thì mình cũng không thấy cái ổ này nó quay luôn. Im lìm luôn. Chờ một chút để mình cắm cái dây khác nhé. Không nhận. Khả năng là cái con ổ này chết rồi các bạn. Không quay luôn. Tức là mình sờ vào đây nó không cảm thấy là nó có cơ bên trong chạy luôn. Im lìm luôn. Thế thì khả năng cái ổ này chết rồi. Bây giờ mình sẽ thử lắp một cái ổ SD vào đây. Hoặc là một cái ổ gì khác vào đây để xem nó có lên không ạ nhé. Ok.
Còn hiện tại là cái chiếc PC xong rồi. Nói chung là xong ngoài sức tưởng tượng của mình luôn ấy. Mình không nghĩ là nó sẽ nhanh như vậy luôn ấy. Chỉ bị mỗi một lỗi là cái dây này của cái máy tính thôi. Ok, chờ một chút để mình cài pin cho nó rồi mình sẽ làm tiếp nhá. Ok. A few moments later. Ok các bạn, như vậy là với cái chiếc PC này sau khi mình thay thử một cái ổ SSD của một con PC khác vào đây và nó đã lên được bình thường các bạn này. Nó đã dùng được bình thường luôn. Mình thử từ vừa nãy giờ không thấy nó tắt cũng không thấy bị sao luôn. Đấy, dùng bình thường. Mình đọc một chút cấu hình của con này nhá. Cấu hình con này, cấu hình của nó hiện tại là con chip i3-320, RAM 4GB. Ổ cứng này thì chết rồi, cắm đi cắm lại vẫn không lên. Đấy, và đây là một con Dell 3010 Optilec. Con này là dòng FFF, dòng form nhỏ đấy. Thì xong rồi, cái con PC này như vậy là chúng ta đã xử lý xong lên rồi. Vậy thì với cái chiếc PC như này, qua clip này thì mình cũng muốn chia sẻ với bạn. Cái thứ nhất là các bạn đi sửa máy thì các bạn cũng phải chú ý là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì mình cũng không hiểu tại sao cái thợ này lại kết luận là con này nó bị chết và không thể sửa được. Trong khi đó mình khá bất ngờ là nó chỉ bị mỗi cái dây này, mỗi cái dây và mỗi cái nút này nhá. Thì cái này thì có hai trường hợp. Một là có thể là người ta không nghĩ đến là bị cái này, hoặc cũng có thể một cái trường hợp mà mình đã từng gặp, mình gặp nhiều lần là đằng khác. Tức là có những thợ người ta sẽ, đây là mình không nói ai nhé, mà mình nói cái trường hợp mà mình có thể gặp nhé, là có những thợ người ta biết nhưng người ta không nói. Để làm gì? Để có thể là để bạn thanh lý cho họ những cái chiếc PC như thế này. Thì khi họ, các bạn thanh lý thì chắc chắn các bạn sẽ thanh lý với cái giá rẻ. Và đến tay họ thì họ chỉ cần làm vài cái là nó lại lên. Mà khi lên thì họ sẽ bán một cái giá khác, đúng không? Riêng bán các linh kiện, linh tinh đã được giá rồi. Thì có những cái thợ là có tính như vậy, có những thợ người ta tính như vậy. Nên là các bạn cũng cẩn thận nhé. Và cái trường hợp mà bị lỗi cái nguồn này này, cái nút này, thì trước mình đã có một cái clip chia sẻ cho các bạn về cái lỗi này rồi. Ok, và không ngờ là hôm nay cái con này mình nhận nó cũng bị như vậy. Và với cái chiếc PC này thì mình cũng đã nói với bạn rồi, nói với các bạn này rồi là sau khi mình test xong thì mình sẽ thanh toán cho bạn 700.000. Và mình cũng đã biết tình trạng của nó là không lên rồi. Nhưng mà nếu mà khi chúng ta đã chỉ cần xử lý một vài thao tác mà nó đã lên như thế này, thì mình cũng muốn nói với bạn đó là nếu bạn muốn lấy lại cái chiếc PC này thì mình sẵn sàng mình gửi lại cho bạn và báo giá luôn nhá. Nếu mà thay SSD là 360.000, nếu mà thay HDD là 150.000, miễn phí cài win, miễn phí xử lý cái nút nguồn này cho bạn nếu mà bạn muốn lấy lại cái chiếc PC này. Ok, còn nếu bạn không muốn lấy lại cái chiếc PC này vì bản thân bạn cũng bảo là bạn cũng có một cái laptop mới rồi, nếu bạn không muốn lấy lại cái chiếc PC này thì mình sẽ nâng cấp nó lên, mình sẽ nâng cấp lên. Cụ thể là cái này cũng có thể là lắp được cạc hình rời, thì mình sẽ lắp một cái con cạc hình bo lùn lắp vào đây để chúng ta có một phần quà nữa. Vì hiện tại bây giờ mình đang chuẩn bị các phần quà để cho tháng sau, tháng Tết nhá. Rồi, clip này thì mình sẽ tạm dừng tại đây. Qua clip này các bạn có chia sẻ hoặc góp ý gì các bạn hãy comment dưới cho mình nhá. Chào các bạn và cảm ơn đã xem clip. Chào.